Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là 30 tháng 6 năm 2016. Và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ quây sập dạ trơn 1m8 x 2m2, hàng gỗ vụ Gia Lai Trọn Vân. Thì cái bộ này chúng tôi đã lắp lên cũng được lâu lâu rồi mà bận rộn liên tục, cho nên chưa kịp quay đưa lên sóng. Có một khách hàng tên là anh Phương, anh cũng đang yêu cầu chúng tôi từ lâu. Nhưng mà rất xin lỗi quý khách là do là nhiều lúc cứ đang định thực hiện thì lại có khách vào cửa hàng và ưu tiên cho khách đến trực tiếp đầu tiên. Và mỗi một cái giao dịch thì thường là nó cũng không phải là quá nhanh, bởi vì khách hàng còn xem xét, còn nâng lên đặt xuống. Như hôm qua chúng tôi đã đặt máy quay, đã đang chuẩn bị quay cái bộ quây sập này cho khách rồi, nhưng mà anh ở xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đến lấy chiếc sập gỗ hương đá Nam Phi, cho nên là cái việc tác nghiệp phải dừng lại. Hiện nay quý vị đang xem chiếc dạ tiền của chiếc sập gỗ Gia Lai Trọn Vân 1m8. Thì như quý vị thấy là cái dạ này nó to đến nỗi mà nó gần chạm xuống đất. Đây, tôi để cái dép vào vừa hay là kẹt đây. Và như thế là quý vị biết là nó to như nào. Và tất nhiên là chỉ ưu tiên cái dạ tiền to thôi, còn cái dạ hồi thì cũng không nên làm to quá. Thực ra đây quý vị nhìn dạ hồi thì bên trong nó cũng to thế kia, nhưng vẫn còn thể để chỗ để còn vệ sinh, để còn cua được cái chổi vào. Và cái dạ tiền với cái chiều dài nó dài 2m2, cho nên cái độ sệ này thì nó cũng vẫn là tương xứng. Còn cái dạ hồi nó có 1m8, nó không có khách hàng đặt vấn đề là hay là cho sệ nốt như này, như thế thành con rắn vuông trông nó không đẹp về dáng. Đây quý vị nhìn đây, dáng rất là chuẩn. Đây nhìn mặt trái. Và chiếc dạ tiền này thì Vân rất là ấn tượng, bởi vì là trong các cái vấn đề về vân đẹp, nó có vân thẳng và vân uốn lượn. Thì tất nhiên cái việc vân thẳng sọc dưa nó cũng đẹp, nhưng mà những cái vân uốn lượn theo những cái hình như là trời, mây, non, nước, biển cả hay là núi, sông thì trông nó sẽ ấn tượng hơn. Như trường hợp này thì tôi cũng đang chưa biết gọi là cái gì, bởi vì là những cái vân nó uốn, những cái rất là trông nó gần giống như gỗ mun. Nếu mà đậm hơn chút nữa thì có thể gọi là vân mun được rồi. Đây, những cái chỗ vân rất đen này và tạo thành những cái, nếu mà nhìn kỹ, nhìn gần lại thấy vân vòng trong vòng ngoài, vân rất ấn tượng luôn. Mà đây mới chỉ đang là phần mộc thôi ạ, lúc mà đánh lên sơn lên thì nó còn đẹp hơn. Tôi nhớ trước đây thì hồi năm kia thì có chiếc sập của anh Bi ở Long Xuyên là vân cũng tương tự như thế này, tất nhiên là nó uốn theo kiểu khác. Thế còn đây là những cái chiếc chân, và đây là báo cáo quý vị, đây là ba bề là dạ 10 phân và cổ liền, còn chân là vuông 24. Còn bên này đây, chiếc dạ hồi đây thì người ta lại nghĩ đến cái chất gụ ta Quảng Bình, bởi vì với những cái vân sẹo đen như thế này là rất ấn tượng của sập gụ ta Quảng Bình. Gụ ta Quảng Bình là cái loại gỗ đắt nhất, gỗ vụ đắt nhất hiện nay nếu như được chọn vân như thế này. Và tất nhiên là gỗ vụ thì dù ở Việt Nam hay Lào thì nó vẫn là Đông Dương, và nó đều là cái thổ nhưỡng nó cũng tương đồng với nhau. Tuy nhiên ở bên Việt Nam thì có lẽ là do nó ngăn cách bởi dãy Trường Sơn và có phần như là cái thời tiết nó khắc nghiệt hơn ở các bạn miền Trung, cho nên là có vẻ như là cái chất gỗ nó được đanh hơn và đắt giá hơn. Đây là chiếc dạ hồi thứ nhất, còn bên này là dạ hồi nữa. Thì đã là sập Trọn Vân thì cái dạ nào cũng vân đẹp. Và cả những cái chân đều đẹp luôn. Và hiện nay quý vị đang xem đây là mới là bộ quây. Đây quý vị nhìn xa để thấy. Còn khi lắp cả mặt lên thì nó như thế này. Đây bên này là chiếc sập gụ. À xin lỗi, chiếc sập cẩm lai một lá tứ diện. Còn thì nếu nói về cái mặt thì tôi sẵn sàng nhấc chiếc mặt này sang. Đây là chính là chiếc sập gụ Gia Lai Trọn Vân tứ diện mà tôi đã quay cách đây chừng độ
20 ngày. Thì đây là cái phần mặt của nó. Và cái mặt này thì hoàn toàn là nhấc sang cái sập lúc nãy được luôn. Nếu như là khách hàng là quý vị mà thích cái bộ dạ kia và với cái mặt này, là tôi bê cái mặt này và đặt vào luôn. Đây. Tất nhiên là mỗi một cái chi tiết thì nó sẽ đẹp một kiểu khác nhau. Nhưng đây cái này lại là dạng vân núi. Và hàng là luôn luôn được đánh trong vắt nguyên nguyên gỗ. Và trước khi dừng máy quay thì tôi cũng xin nhắc lại là ngày hôm nay là 30 tháng 6 năm 2016. Và đây đang quay tại tầng 1 khu B của đồ gỗ Đức Hiền với số điện thoại 0984 666 999. Nếu quý vị ở xa thì có thể nhắn tin cho tôi theo số Zalo hoặc Viber là 0967 666 111. Và quý vị nhìn thấy đây, trong cửa hàng lúc nào cũng xếp mấy chục cái sập. Chúng tôi đang phấn đấu tiến tới là trong cửa hàng phải có 100 chiếc sập các loại, cả sập đục chạm, cả sập khảm, cả các loại luôn. Và bây giờ là tôi sẽ tạm dừng clip ở đây và tiếp tục sẽ quay một cái clip về bộ dạ của chiếc sập khảm. Xin cảm ơn quý vị.